Để đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 sắp diễn ra, sáng nay, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng phối hợp với ngành y tế thành phố đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ thí sinh và những người làm công tác thi của kỳ thi. Khoảng 16.226 người, gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an, bảo vệ, thanh tra, tình nguyện viên, thí sinh tham gia các khâu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Các điểm thi bố trí nhân lực tại cổng ra vào để đón thí sinh, hướng dẫn thí sinh tập trung ổn định tại phòng và lần lượt gọi thí sinh theo phòng làm thủ tục dự thi về khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Kỳ thi năm nay có khá là khác so với những năm khác là phải có qua một kỳ xét nghiệm trước khi thi. Thì em thấy là cũng là một điều tất yếu trong cái tình trạng dịch bệnh hiện nay. Còn về việc mà kỳ thi sắp tới thì em đang rất tự tin về việc là có thể đào được vào trường học mình mong muốn và sẽ làm hết sức để có thể để làm được việc ấy. Thì mình thấy là khâu tổ chức thì rất là nghiêm túc, chu đáo, kỹ càng. Thí sinh thì có thể yên tâm được. Cũng trong sáng nay, người làm công tác thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công, điểm thi dành cho các thí sinh thuộc diện F do liên quan đến COVID-19, được hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng chống dịch và được lấy mẫu xét nghiệm tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Ngũ Hành Sơn. Thí sinh thi tại điểm thi này được địa phương lấy mẫu xét nghiệm tại nơi cách ly tập trung hoặc nơi ở đang cách ly y tế. Công tác phòng chống COVID-19 được ngành giáo dục của thành phố chuẩn bị chu đáo và được hướng dẫn thực hiện nghiêm túc tại các điểm thi. Mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cơ bản đã hoàn tất. Tính đến thời điểm sáng nay thì tổng số đã có 39 thí sinh đã dự thi tại điểm thi dành cho các thí sinh thuộc diện F. Thì chúng tôi đã có làm việc với Ủy ban nhân dân các quận huyện và Sở Y tế phối hợp đưa đón những thí sinh này từ nơi ở hoặc nơi cách ly tập trung đến địa điểm thi và ngược lại. Hiện nay chúng tôi bố trí không quá 12 thí sinh tại điểm thi này trong một phòng thi. Trường hợp thí sinh không tham gia lấy mẫu xét nghiệm phải được bố trí thi riêng tại phòng thi dự phòng của điểm thi. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không tham gia lấy mẫu xét nghiệm sẽ không tham gia các khâu của kỳ thi và sẽ bị xử lý theo quy định. Những cá nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm phải tuyệt đối tự cách ly ở nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm. Ngày mai, ngày 5 tháng 7, ngành giáo dục thành phố tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ban vận chuyển, thư ký, làm phách, chấm thi, cán bộ coi thi dự phòng, công an, bảo vệ phục vụ, cán bộ, công chức cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia các khâu của kỳ thi.